Dù là Covid-19 đã giảm ở tất cả các quốc gia, nhưng riêng tại Hồng Kông thì các nhà xác không còn chỗ chứa người thiệt mạng vì Covid-19. Nhà điều hành xe điện ngầm MTR là công ty xe buýt và một trong những hệ thống siêu thị lớn nhất của thành phố Hồng Kông cho biết đã giảm hoạt động trong tuần vì làn sóng đại dịch COVID-19 bùng phát ngày càng trầm trọng. Theo Bộ Giao thông Vận tải của Trung tâm Tài chính Toàn cầu, thì 98 tuyến xe buýt đã phải dừng hoạt động vì thiếu người vận hành. Thông báo của cơ quan này công bố vào cuối ngày thứ tư nói rằng sự gia tăng các ca nhiễm cùng với sự sụt giảm hành khách vì các biện pháp phong tỏa và hạn chế hoạt động nghiêm ngặt đã làm cho việc duy trì hoạt động của các đơn vị trên trở nên khó khăn. Park and Shop là một trong những hệ thống siêu thị lớn nhất của thành phố cho biết đã rút ngắn thời gian mở cửa của hơn 200 cửa hàng để bảo vệ nhân viên và khách hàng. Một số cửa hàng sẽ đóng cửa vào lúc 3 giờ chiều. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, thì số ca nhiễm Covid-19 ở Hồng Kông đã xấp xỉ 300.000 và hơn 1.100 người đã qua đời. Và tuần qua thì số bệnh nhân Covid-19 qua đời lên tới 700 người, đa số là người chưa tiêm thuốc ngừa Covid-19.